Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm một cái video để hướng dẫn cho bạn kiếm đồng tiền điện tử free. Đây là một cái dự án có chương trình iDrop, tức là những cái chương trình làm nhiệm vụ mạng xã hội để nhận coin. Tiếp theo nữa là có một cái chương trình whitelist, tức là những cái chương trình đăng ký để mình tham gia, và nếu mà lọt vào danh sách mua thì chúng ta có thể mua cái dự án này. Dự án này là cái con Rocket Ra Con iDrop và Whitelist mọi người nhé, đều hai cái link luôn. Thì chúng ta tiện làm iDrop thì chúng ta làm luôn Whitelist. Đấy, nếu trúng thì chúng ta cũng có thể mua trước ở cái dự án này. Đây, chúng ta sẽ làm ở trên nền tảng glem.io. Dự án này thì sẽ có 500 bạn may mắn. Đấy, thế là 5.000 người. 5.000 đô la cho 500 bạn may mắn nhất nhé. Và đây thì chúng ta làm khá là nhiều nhiệm vụ này. Ở dưới này cũng thế nhé. Cái này cũng thế này. Đấy. Đầu tiên là chúng ta rep fan, giới thiệu bạn bè này. Cái này thì ví, chúng ta điền ví đầu tiên nhé. Ví MetaMask nha mọi người. Ở đây thì chúng ta flow Twitter này. Nói chung là chúng ta làm bên này thì bên kia, bên này chúng ta cũng không phải làm nữa. Mấy cái nhiệm vụ nó giống nhau mà. Rồi, continue. Red Twin này. Mấy cái dự án này mình thấy xây dựng khá là đơn giản nhé mọi người nhé. Rồi tặng qua là mình tiện làm iRob thì mình làm luôn cái whitelist thôi. Nhưng mà cũng không nói trước được, có những cái dự án bình thường nhưng mà vẫn xx được tài khoản mọi người ạ. Không x5, x7 thì x10. X2 cũng đã ổn rồi, phải không mọi người? Đây dự án của con gì đây? Con hổ hay con gì? Đấy, mọi người check qua một ít về website. Tiếp theo là cái này thì là void thôi. Chúng ta cứ ấn cho nó chạy trước nhé. Đấy. Telegram Rocket thì mọi người ấn vào đây để join. Con này thì nó yêu cầu có một ấy thôi. Nó yêu cầu có một Telegram thôi nhỉ. Không thấy nhiều. Đấy, ấn continue, đấy là xong thôi. Đấy, chúng ta xong cái bên whitelist này nhá, thì chúng ta sẽ chờ nhé. Copy lại link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia, và chúng ta chờ trên các bạn sẽ phải check Twitter, Telegram và website của nó để biết thông tin mình còn trúng hay không nhé. Không thì các bạn đăng ký kênh của mình, log in để chúng ta voi nhé. Tham gia cái kênh của mình thì mình thỉnh thoảng mình sẽ update cho các bạn những cái dự án nó có cái win list, win the list thì mình đăng lên kênh của mình rất là nhiều. Các bạn phải đăng ký thì mới thấy được, mới nhìn thấy được thông tin được. Còn không thì là không có nhìn thấy thông tin. Mình log in để void nhé mọi người nhé. Thôi thì tốt nhất rồi mình cũng void cho nó một cái xem sao. Ở bên này cũng phải void đấy. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Ấy, iDrop của tôi đâu rồi? Chủ yếu tôi làm cái iDrop thôi mà. Đấy, như thế là cách cách để mà void là như thế đấy. Có một tài khoản log in vào trong và ấn vượt qua captcha, ấn void nhé. Rồi. Tiếp theo là chúng ta làm cái iDrop này nhá. iDrop này thì cái này thì mình theo rồi phải không? Có một cái này nữa thôi. Cái này theo rồi mà. Cái này theo rồi mọi người nhá. Tiếp theo là chúng ta theo nốt cái này. Whitelist chat nhá. Cái này thì dành riêng ấy. Một cái group riêng dành cho những cái bạn mua tham gia mua bán ấy. Rồi. Continue. Tiếp theo là Flow Rocket Twitter BTC tham gia whitelist, cái này chưa nhỉ? Mấy cái mà mình làm ở bên whitelist rồi thì bên iDrop này mọi mình không cần phải làm nữa, mình ấn vào là nó tích V luôn mọi người nhé. Đấy. Tweet này. Đăng một cái bài viết lên Twitter.
nó có cái bài viết sẵn rồi, mình ấn vào tweet thôi, continue, follow cái gì nữa, follow cái này nữa này. Trời ơi tôi ghét mấy cái đứa iDrop này ghê cơ, nó bắt theo khá là nhiều. Interpol, DeFi, Red, Red Twin cái này. Biết có winner có win được không? 500 bạn hôm nọ 1.000 bạn còn tạch cái kìa. 2.000 bạn còn tạch, 8.000 bạn cũng còn tạch. Bó tay luôn, nhân phẩm kém ghê cơ. Visit page này thì mình đã visit rồi phải không? Ấn continue thôi. Void cái này thì mình cũng đã void rồi. Continue, void cái này cũng void rồi. Continue node, dán ví. Rồi, thế xong thôi. Với cái này các bạn void lại đi nhé. Website thì tắt đi thôi, xem gì lắm đấy. Rồi, ok. Như thế là xong đấy mọi người ạ. Đấy, các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Nếu bạn nào trúng thì các bạn có thể mua dự án này. Nếu các bạn nào mà trúng whitelist thì có thể mua. Còn trúng iDrop thì cũng chúc mừng các bạn nhé. Đấy, thì mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn cùng tham gia dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình.